Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Nghĩa Audio. Và trước mắt các bác là một bộ karaoke 15 triệu. Và theo như yêu cầu của các bác Nguyễn Văn Đại, bác nhờ ghép một bộ karaoke bằng đôi loa HZ 15 triệu ghép bộ cho bác. Xem có ok không, có hay không thì em giới thiệu đến bác Nguyễn Văn Đại cũng như toàn thể các bác đam mê karaoke tại gia đình. Một bộ karaoke 15 triệu các bác nhé. Đây, một bộ karaoke 15 triệu gồm đầu mic không dây. Đấy, em đang quay một bộ mic không dây Sennheiser tay inox và một vang số bãi X5 cục đẩy công suất LA800. Đấy là trên đôi loa HZ Audio Bass 30. Vâng, xin mời các bác theo dõi tiếp video Bình Nghĩa Audio test chất âm bộ karaoke 15 triệu này. Đây, mời các bác nghe một đoạn nhạc vàng nhé. Trên ngưỡng cửa yêu đương, tim tôi biết rung động vì thương nhớ dâng ngập lòng. Từ đỗ quen anh chung đường về trên lối khuya, suốt cơn mưa tạ tơi buông mắt nhìn nhau không nói. Thời gian vẫn nên trôi khi lá đổ sang, tôi ôm ấp tâm sự mà chưa nói nên lời. Một chiều mây trôi anh ngỏ lời yêu mến tôi, chỉ yêu tôi mà thôi với tất cả không gian dối. Tôi thấy bồi tôi yêu anh, mây mùa trăng khuyết lại tròn, đời mong đẹp như mơ từ ngày trao nhau hơi thở, trong hơi ấm mặn nồng mờ tình mình được chấm môi, trọn đời mình chung đôi năm tháng vẫn đêm. Sau đây mời các bác nghe một đoạn nhạc DJ nhé. Nghe chất bát của nó rất chi là ok. Bác nghe một đoạn nhạc DJ nhé. Trước mặt rừng đung đưa sông em quan nhạt, nắng trên trời như thực mà như nghe không quan họ em sao kia xuân sao ơi rừng một vùng đất đỏ, gặp em đây lòng anh muốn ngỏ do trong rừng
như tỏ lời yêu thương. Muôn cà phê thương ngát người xưa vẫn như thương cô gái quan họ. Ai xin ta gặp mình giữa cô nguyên lòng gió mà sao quê hương chết mọi quê hương. Câu hát xưa biết mấy vẫn thương, câu hát nay vẫn nhớ vẫn thương. Rằng yêu em người ơi người ơi, đến cao nguyên người ơi đi về. Mà đến cao nguyên người ơi. Xin được tạm dừng video tại đây. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác liên hệ bên Nghĩa Audio qua số điện thoại 0934573743, hoặc mọi chi tiết về tất cả các mặt hàng karaoke thì các bác truy cập vào trang web nghĩaaudio.com hoặc là Facebook Trịnh Văn Nghĩa. Thì các bác mà mới đến với kênh của Nghĩa Audio thì cho Nghĩa Audio một nút like chia sẻ cũng như là nhấn chuông thông báo và nhấn nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất bên Nghĩa Audio. Đấy, vâng, xin chào các bác, hẹn các bác vào video tiếp theo.